Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy phi hành tỏi, một cái máy làm hành tỏi phi công nghiệp. Và cái máy này thì sẽ phi được 10 kg trên một mẻ. Và chúng tôi đã làm máy xong và đang vệ sinh máy đây. Giờ là thợ đang vệ sinh máy. Máy này thì sẽ được làm bằng inox 70 và bên trong sẽ có một cái lồng lưới cất lên như này. Máy sử dụng điện 3 pha và được cất lồng lưới lên, lấy nguyên liệu bằng ben hơi. Công suất tiêu thụ của cái máy này là 36 kW trên 1 giờ. Đây là cái bảng tủ điện của cái máy phi hành tỏi này. Thì các bạn nhìn thấy đây, sẽ có công tắc bật. Công tắc bật này lên thì sẽ có đồng hồ chỉ nhiệt độ và đồng hồ chỉ thời gian. Máy này thì các bạn có thể dùng cho các thực phẩm chiên nướng ngập dầu. Đây là cái thân sau của cái máy phi hành tỏi ạ. Máy thì có 4 bánh xe và có khóa lại như này để di chuyển rất dễ dàng, và một cái van xả đáy bên dưới để các bạn lấy dầu ra. Dầu sau khi mà đã chiên, các bạn sẽ xả ra để vệ sinh máy một cách dễ dàng. Nếu như các bạn có nhu cầu về các loại máy phi hành tỏi, máy làm hành tỏi phi hoặc là dây chuyền sản xuất hành tỏi phi công nghiệp như là máy nột hành, máy thái hành, máy vắt ly tâm tách nước tách dầu hành phi, hoặc là máy trộn tẩm hành phi, hoặc là máy phi hành tỏi, hay là các thiết bị gia công sản xuất bằng inox thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng ạ. Qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.